Bây giờ đi nào. Bây giờ là chương trình là đi bắt gà. Nhốt rồi chứ. Rồi, trong chuồng. Không bảo con nho tí nhốt rồi. Nhốt rồi chưa? Chó. Thế đâu rồi? Ơi đi ra đóng cửa vào đi. Ai xích vào kia rồi gì? Xích rồi, nho xích rồi. Úi giời ơi, con sâu gióm này. Này có sâu gióm đấy nhá. Có đấy, em nội bị ngứa. Cẩn thận không vướng vào cổ là thôi đấy. Đã định rồng rắn đi bắt gà mọi người ạ. Bí. Ôi bưởi năm nay rụng nhiều thế nhở. Bây giờ bắt. Đâu? Ôi tối thì chết rồi. Cái này thì bắt thì đéo được. Bắt được, thằng bắt được. Bà bỏ gà trong chuồng ý. Kia kìa, có xem ở trong cái chuồng kia không? Thích vào đây. Máy đẻ, máy đẻ. Đâu? Chào mấy chị em nhá. Bọn em chỉ đâu? Ôi trời thích. Kia. Mấy chị em à. Mấy không ơi, đừng bắt ấp. Mấy con đang đẻ. Mấy chị em đang ấp không bắt được. Không đừng bắt. Kia sao? Hai kia. Đấy, bắt con nào cũng được. Con nào đang đi ở ngoài là bắt. Kìa kìa, hai con bà để cái kia. Đâu? Kia đây, nó đùa mấy anh em xuống mày, đéo nào. Cái gà đấy chứ gà đâu? Cứ đòi vồ. Không chịu được quên vồ. Nghĩ nào ra. Cơ hội để vồ luôn. Nào. Ngon đấy, tình cảm này về ngon, ngon, ngon. Xanh khanh luôn. Túm chân anh ạ. Túm chân về đi. Không, bắt gà là mỗi người xanh còn ừ. Đây là màn bắt gà đi vào lịch sử. Định không, các ông là định giao, các ông gà vồ gà đẻ trứng của tôi cũng chịu. Không. Tức là anh em bọn em mà đang nghiên cứu cái cách để mà dồn gà này, nhưng không có cơ hội để mà bó gà luôn. Nghĩ là đi ra ba vồ. Ngon đấy, gà tươi. Đi vồ nhưng mà bà ông bà bắt sẵn rồi. Nhưng mà loại này mà luộc thì chấm hết nhở. Ui gà này dai ngon lắm. Nướng ngon em ạ. Ừ. Nướng chảy dầu mỡ ra thơm. Ngon lắm. Máy đẻ. Ai rồi. Đang ơi, mày xong mày phải treo cửa và móc vào nhá. Treo móc vào không có để nó chạy ra đây chết đấy. Màn đi bắt gà. Anh em về chờ ăn thịt gà là ăn thịt gà. Về là đun nước ra chứ. Không, vừa ông vừa nhốt thôi, tao dặn tối qua mà. Chứ cái mẹ hôm nay về mà đi lùa được ngần này con gà thì có mà chết, vườn rộng như thế. Đúng không? Đúng rồi, không lùa đâu. Không đuổi bọn nó được. Không. Gà vừa tối qua vừa dặn. Câu cá đi anh ơi, tí mang ít cá rô ra đây để nướng. Rồi rồi. Ờ câu cá đi. Câu ít cá rô đi anh ạ. Xong còn vài trong này lấy bát ra cắt tiết. Anh em ủi sao bây giờ? Gà hai con gà mái đúng không? Tốn kém quá mày về mất luôn mày hai con gà mái. Cắt tiết.